Vâng, xin chào tất cả mọi người đến với cửa hàng Em Thành Đồ Cổ Đồ Châu Âu. Vâng, lại gặp lại các bác trong buổi Việt Nam Chim ngày hôm nay. Thì hôm nay bên em lại có một loạt các sản phẩm mới. Hôm qua thì bên em mới bỏ một bộ tình nhân 3 món và một bộ đồng xét đồng này. Thì có bác thợ bác ấy ngay phiên khai mạc đầu tiên bác ấy chốt luôn một đôi. Và từ đó các bác bên em cứ điện thoại reng reng kêu các bác. Không biết bao nhiêu bác hẹn thì hôm nay em có bỏ thêm được vài bộ nữa các bác nhé. Thực ra thì những cái món này thì ngoài thị trường nó rất là hiếm. Nhưng bên em thì cũng là trong lúc đó thì bên em nhanh trí. Cuối năm bên em lấy được một lô các bác. Lấy được lô thì được vài chục bộ thì bên em cũng ra cũng đến bán đến đâu bóc đến đấy. Bên em bóc thêm mấy bộ này cũng gần hết rồi các bác nhé. Không còn cơ hội đâu. Các bác chọn nhanh thì còn được. Còn chậm tí nữa thì chắc các bác phải đợi tháng 6, tháng 7 hoặc là cuối năm mới có. Bởi vì những cái bộ này thì các bác, cái bản thân của nó là chất lượng của nó là cực kỳ là chất lượng, dày dặn, chắc chắn và đúc tinh xảo, giá cả thì rất là mềm mỏng. Và kèm theo thì em có những cái siêu phẩm đặc biệt các bác, những cái con ghi rốt thùng đục chạm này, con máy 10 Ave Fatima các bác nhé, máy 10 Ave Fatima và con Verdes máy 10 Ave, con FFR mặt số đổi kim loại chân cài, đúng không ạ? Con Carex máy to khủng bố luôn. Thùng 4 bông, những cái thùng này nhìn trông nét căng. Một con Di Dung Han thùng nu từ đầu đến chân các bác. Một con MF các bác, một con MF máy 10 chơi bản xanh tây chiêng. Một con Odo mặt tròn rất là hiếm các bác, đời cuối của đời Odo. Và kèm theo thì rất nhiều sản phẩm. Và em cũng giới thiệu qua thì những cái con này thì bên em đang đợi chuyển khoản các bác nhé. Con này thì anh Nguyễn Mạnh Hùng đang đợi chuyển khoản, còn con này thì anh Vũ Tuấn Anh đang cũng đang của 7 giờ anh đến đấy. Và rất nhiều các sản phẩm. Còn tối hôm qua, sản phẩm tối hôm qua thì đi hết rồi, 100% không còn nữa các bác nhé. Không, 100% là không còn nữa. Vâng, sản phẩm đầu tiên các bác, sản phẩm đầu tiên thì em sẽ like dần dần và em dự dần dần. Nhưng em cũng cầu mong các bác là trong buổi tối hôm nay, trong buổi tối hôm nay là các bác cho bay sạch cho em, để em ngày mai để em còn khui kiện mới. Bên em thì hàng lúc nào cũng nhiều, lúc nào cũng trồng chất. Và cũng được cái là các bác mọi miền tổ quốc là ủng hộ bên em là nhiệt tình hết mình. Và bên anh em, tình cảm anh em mình thì các bác về cái món đồ cổ đồ châu này thì các bác quay nhà, các bác thì bảo đây toàn đồ nhà em, đúng không? Bên em thì được cái là thật rất là hoan hỉ, rất là khấn khởi được các bác ủng hộ. Vâng, sản phẩm đầu tiên các bác nhé. Sản phẩm đầu tiên thì em xin quay một bộ set đồng 3 món, một bộ rất là dày dặn chắc chắn các bác nhé. Đồng thì vẫn còn nguyện ánh kim này các bác này. Các bác nhìn cho em. Đồng thì vẫn còn ánh kim màu 3D, đúng không ạ? Màu này là màu nguyên bản các bác, còn đây là những cái màu đồng xuống, màu đồng cáy các bác có thể, các bác về có thể lau chùi. Các bác có thể là về các bác lấy bàn chải giặt quần áo các bác ngâm vào, đúng không ạ? Các bác đánh một lúc là thôi nó vàng ươm ra. Nhưng cái tiêu chí chơi đồ cổ của bọn em các bác nhé, cái tiêu chí chơi đồ cổ bọn em là phải zin, phải cổ và phải nguyên bản, nguyên chất các bạn. Đó, thì các bác nhìn cho em những cái bộ đồng đẹp như thế này, đúng không ạ? Những cái bộ đồng đẹp như này các bác nhìn cho em, từ mặt vị thần, đúng không ạ? Những cái bông bụt hoa mắc ca đang buông nở, đúng không ạ? Đang buông nở vào đúng mùa xuân, đúng không ạ? Với những cái ngọn chân móng rồng, lá hoa lá tây hóa quần quại, đúng không ạ? Và con này thì nó làm đúc ba bên các bác, đúc ba bên rất là chắc chắn các bác nhé. Và những cái bộ này thì chắc chắn là những cái bộ đời đầu quá nhé, không bắt vít, không bắt ốc, đúng không ạ? Các bác có thể đi tìm, không bắt vít, không bắt ốc nhé. Rất là chắc chắn, đúc luôn đấy các bác, có logo đấy các bác ạ, có logo hãng thì các bác nhìn rõ không ạ? Những cái bộ đúc này thì nó rất là nặng, chắc chắn thì nó dao động chắc tầm 24 cân rưỡi gì đó các bác. Cái nước hoa lá tây từ trong ra ngoài đúc nhiều tầng các bác nhé, đúc nhiều tầng. Nếu một bộ đúc như này mà ở Việt Nam đúc ra thì chắc nó phải đến tầm trên 30 triệu là không đúc được các bác ạ. Nhưng với cái đồ cũ đồ châu Âu này, nó đã zin chuẩn chỉnh và nó còn đẹp, tinh xảo các bác. Giá của nó thì cực kỳ là tốt các bác, bán đồng đi các bác có khả năng là cũng còn lời rồi, đúng không ạ? Mặt là mặt men hạt các nhé, mặt men hạt đây màu này. Các bác về các bác phải vệ sinh cho em nhé, bởi vì là đây là hàng nguyên bụi, đúng không ạ? Đây hàng nguyên bụi. Và để mà nói cái chất lượng đồng, hàm lượng đồng mắt cua như thế này, đúng không ạ? Cái hàm lượng đồng mắt cua như này là màu trầm, được người châu Âu người ta rất là thích các bác. Ngày xưa người ta đúc ra và người ta phải để cái độ hun nhất định các bác, để mức độ nhất định cả, và cái hàm lượng đồng pha nhất định thì nó mới ra được cái màu này các bác, nó mới được đẹp như này, đúng không ạ? Nó sần sần ra cóc, đúng không ạ? Và các bác nhìn cho em, từ kim mặt mũi rất là đẹp, đúng không ạ? Các bác nhìn cho em.
Các bác nhìn cho em, những cái bộ này thì cực kỳ là nuột luôn, các bác nhìn cho em, ánh kim lên, các bác nhìn chung ánh kim lên đúng không ạ? Nhìn trông mút mắt luôn. Kích cỡ con này thì cao 63 phân, các bác 63 phân. Còn chiếc này nguyên mặt đồng này cao 62 và ngang là 40, từ bên này sang bên này là 40, cao 60. Cái nguyên cái mặt này của nó chắc nó tầm 11 cân rưỡi cho đến 12 cân, còn những cái này nó khoảng tầm 6 cân rưỡi các bác nhé. Là tùy khuôn đúc của các cái cơ sở sản xuất đồng gia công sản xuất, ngày xưa thì gia công bằng tay các bác, nhưng nó cực kỳ là chắc chắn quá, nhìn cho em đúng không? Các bác nhìn cho em cái độ kênh bong các bác nhé. Các bác nhìn cho em cái bộ độ kênh bong từ những lớp hoa lá tây cuộn từ trong ra ngoài. Cái này đời sâu tuổi đời cũ thì người ta mới chặn tỉ mỉ này các bác nhé. Còn nhiều các bác mà cứ đi chọn những cái đường mới mới, các bác cũng là người châu, người ta làm từ những cái thập niên 60, thập niên 50 thôi. Nhưng mà cái thứ nhất là mỏng quẹt quẹt, thứ hai là đều như bắt vít bắt ốc hết. Và các bác nhìn cho em cái độ kênh bong, nó không có cuộn của này đâu các bác, nó không có giật cấp nhiều tầng như này đâu các bác ạ. Các bác cứ nhìn cho em, đây nhìn cho em từng cái lớp đồng đúng không ạ? Từng cái lớp hoa lá tây nó cuồn cuộn, nó vặn như thế này đúng không ạ? Nó vặn như thế các bác có thể biết được cái hàm lượng đồng này qua nhìn cho em cái tay đúng không ạ? Cái tay từng cái lá một, cái nó rất là kỹ, rất là tinh xảo đúng không ạ? Nhìn từ trên trở xuống. Vâng, em sẽ quay máy các bác, em quay máy và em sẽ báo giá luôn con này các bác nhé. Ok. Vâng. Những cái bộ này thì nó tầm 23 cân rưỡi cho đến 25 cân. To chắc chắn thì các bác nhìn cho em, đồng đấy nguyên chất óng ánh như lắc kê luôn các bác nhé. Đồng này là đồng người ta đều là đồng người ta làm rất tinh xảo, các bác nhìn cho em các cái lỗ này, người ta tròn lắm, nhìn người ta làm rất khứa rất đẹp. Máy là máy FHS chơi bính bong đúng không ạ? Máy FHS chơi bính bong, đánh bing bong đúng không ạ? Bing bong rất hay. Vâng, con này thì em xin sale với giá 12.900 đồng, con số 1 các bác nhé. Ghi mã số 1 12.900. Đứng xa xa một tí để các bác có thể các bác chụp đúng không ạ? Các bác nhìn, các bác ngắm, các bác chụp. Không kiếm nhiều được những bộ như này đâu. Đây là một trong những cái bộ cuối cùng của bên em này các bác nhé. Một trong những cái bộ cuối cùng của bên em rồi. Trông các bác 24-25 cân đồng nắp ở đây các bác. Em 12.900, con số 1. Đẹp, long lanh, chắc chắn, dày dặn các bác nhé. Và bộ số 2 thì em cũng xin quay đây, cũng là một bộ mặt đồng 3 món ông ánh các bác. Đồng này là đồng sâu tuổi các bác nhé. Các bác đi mua trên thị trường đúng không ạ? Cũng không mấy ạ, không nhiều ai đúng không ạ? Không nhiều ai mang được những cái bộ đồng đẹp như thế này ra để mang ra để review các bác. Các bác nhìn cho em những cái nét cả trăm năm tuổi rồi, đồng là đồng mắt cua các bác. Đồng là đồng mắt cua, tìm được những cái đồng nguyên chất này thì hàm lượng đồng nó cao như thế này các bác. Cái hàm lượng đồng nó cao như thế này thì giá của nó rất là cao đấy các bác. Bên em khoảng chọn lọc, các bác nhìn cho em từ cái mặt đúng không ạ? Cái mặt các bác nhìn cho em đúng không ạ? Mặt đều là mặt đột tổ ong hết các bác nhé. Nó như kiểu sần da cóc luôn, rất là kỹ. Mặt men hạt các bác nhé, mặt men hạt. Đây các bác nhìn cho em cái mặt đẹp, cái mặt rất là luột luôn đúng không ạ? Với những cái hai bên tượng rồng hóa, với những cái đường hoa là cây tây bong cuộn các bác đúng không ạ? Các bác nhìn cho em từ những cái lớp dưỡng đúng không? Từ những cái lớp dưỡng, những cái đường hoa là tây nó kênh bong nhiều lớp đấy các bác, nó kênh bong nhiều lớp. Với cái lớp đúc của người thủ công của người Việt Nam mình thì bây giờ mình chưa các bác, mình chưa làm nên được các bác. Mình đây các bác nhìn cho em đúng không ạ? Từ bên hông các bác, từ bên hông, từ dưới, từ trên, từ trong, từ ngoài đúng không ạ? Từ những cái lớp hoa là nó cực kỳ là kỹ xảo, tinh xảo. Đúng ạ, dày dặn chắc chắn. Nếu một người lớn mà bê cái này là cũng hơi vất vả đấy các bác nhé. Một người lớn mà bê cái này là hơi vất vả luôn, đúng không ạ? Đây, tay lến này các bác nhé, tay lến này cũng rất là chắc chắn, rất là đẹp, đây đúng không ạ? Với những cái đường led các bác nhìn cho em, các bác phóng to, các bác zoom và các bác để đứng im màn hình để các bác nhìn cho em đúng không ạ? Xem là cái chất lượng, cái đồng này nó làm như thế nào, tinh xảo như thế nào, chắc chắn như thế nào, hoa văn các bác nhé. Với cái giá này các bác, nguyên cái tiền vận chuyển các bác nhé, nguyên cái tiền vận chuyển bên em vận chuyển về cũng phải tầm mấy triệu bộ này rồi các bác cứ, nếu về đường bay các bác nhé, về đường bay là các bác cứ nhân cho em 280.000 một cân với cái đường bay châu Âu trở về đúng không ạ? 10 cân là 2.800.000. Nếu mà con này mà về đường bộ này về triệu đường bay là nó cũng tầm 6-7 triệu rồi các bác, nhưng cũng phải nói là một câu may mắn là nó về được được công. Thì những cái bộ như này nó nhét được vào trong cái bụng tủ cây đúng không ạ? Và các bác nhìn cho em, nhiều bác kêu là ngày trước anh mua những bộ này 18 triệu, bảo 18 triệu các mua còn rất là rẻ đấy, trước bọn em toàn nhập từ bên kia 23-24 triệu mới về được những bộ như thế này các bác.
Nhưng bởi vì là những cái bộ đồng như này người châu Âu người ta chả có ai đồng là không có giá trị đúng không ạ? Các bác nói đồng là không có giá trị, có bác nào bảo đồng không có giá trị đúng không ạ? Đồng nó rất giá trị các bác nhé. Với những cái bác ở Việt Nam, các bác đúc là 1 triệu mốt đến 1 triệu hai là đồng của các bác ý, còn các bác ý đúc cho chẳng đúc tạ hay đúc những cái gì là 1 triệu mốt thứ hai, nhưng với những cái đơn giản. Còn với những cái họa tiết tỉ mỉ kỹ như thế này thì chắc 1 triệu rưỡi chắc người ta không dám nhận. Nhưng các bác vũ đúc được một bộ như thế này, gọi là nhìn này, gọi là không được đẹp như thế này, nhưng mà các bác cũng phải tốn mất 3 40 triệu chưa chắc đã hoàn thành các bác ạ. Đây các bác nhìn cho em. Đây nó đẹp từ những cái cốc này các bác này. Đấy, nó đẹp từ những cái cốc là hoa văn này, đúng không? Các bác nhìn đồng nguyên chất thế nào đúng không? Các bác nhìn đồng nguyên chất thế nào đúng không? Hàm lượng đồng cao. Đây các bác nhìn cho em từ những cái hoa lá đúng không ạ? Giá thì rất là tốt các bác, giá rất là tốt. Mở bộ máy này ra xem cho các bác xem nào. Các bác nhìn cho em những cái đốm bông hoa lá tây, các bác nhìn cho em. Để ở đôn ở kệ nhà các bác mà nó cứ cuộn 3 4 cuộn như thế này thì các bác đục đẽo tinh xảo làm sao mà thế này đúng không? Kể cả ở Việt Nam đúc sao như này. Máy đây các bác này, máy cũng rất là đẹp luôn. Bộ này là cũng là bộ số 2 chơi bính bong xuất xứ Đức các nhớ, máy FHS. Em cũng giao lưu với các bác là 12 triệu 900 bao lau dầu các bác. Các bác nhớ là em bao lau dầu đấy các bác. Nếu các bác không lau dầu em bớt ngay cho các bác 300 nghìn các bác. Các bác không lau dầu em bớt cho các bác 300 đến 350 nghìn. Đúng không ạ? 12 triệu 9 bao lau dầu đấy. Các bác mang từ châu Âu, đã mang từ châu Âu mang về rồi. Đúng không ạ? Đã mang từ châu Âu mang về rồi xong lại còn bao cả lau dầu. Đẹp quá các bác. Nhìn chúng đẹp không? Đúng không ạ? Bộ này hai bộ đẹp, số 1, số 2 đẹp ngang nhau các bác. Đẹp nghiêng nước nghiêng thành, ok em bỏ ra được rồi. Đấy, để cho các bác còn chụp ảnh chứ đúng không ạ? Rồi, đến bộ tiếp theo. Và bộ này là bộ nhảy dây. Em cũng mong video này các bác một phát như bác hôm qua chốt một phát luôn hai bộ, bác nào mà chơi buôn về buôn nô này các bác chốt phát luôn ba bộ luôn. Vì anh em mai nữa phải còn một hai bộ là bán nốt các bác. Các bác đỡ hỏi, các bác nhiều hỏi quá. Đây các bác nhìn cho em. Đây là một bộ nhảy dây xuất xứ từ Đức các bác nhé. Xuất xứ từ Đức. Đá là đá cẩm thạch trắng, nhìn trông rất là sang. Mặt là mặt men đồng nguyên chất với hai thằng cu tí màu đồng sậm mắt cua các bác. Một cái loại đúc gọi là cực kỳ tinh xảo của người châu Âu cho đến thời điểm bây giờ. Có lẽ người châu Âu trẻ bây giờ người ta không còn làm đúc như thế này nữa, bởi vì cái công thức pha chế của ngày người xưa đúng không ạ? Cái ngày xưa là cái mức độ tinh luyện nó rất là cao cấp đúng không ạ? Chẳng hạn mình nói đâu xa những cái bom nguyên tử nó đầu những năm 1940 nó đánh, bây giờ nhiều nước đã làm sao được đúng không ạ? Công nghệ chưa nói đến là các loại công nghệ về máy móc đúng không ạ? Để mà nói cái công nghệ luyện kim ngày xưa thì phải nói người châu Âu và nhất là những cái người Mỹ đúng không ạ? Người ta đi đầu, người ta nghiên cứu, người ta đúng không ạ? Người ta chế tác và những nhà toán học đúng không ạ, những nhà vật lý học, những nhà ngày xưa thì nó đã có từ ngày xưa, người ta đã đo được cái đường kính của trái đất, người ta đã đo được từ bóng mặt trời để người ta nhân lên đúng không ạ, so với bây giờ là gần như là không chệch bao nhiêu. Phải nói là cái người xưa người ta rất là tài, so nhất là cái thời thực dân, người ta đi gọi là thời thực dân đi xâm lược các nước đúng không ạ, tiền bạc của cải người ta mang về và người ta làm về cái thủ công mỹ nghệ này, về cái xây dựng đường nối những cái thành phố cả trăm năm bây giờ nó vẫn đẹp đúng không ạ, nhất là các nhà cổ Hà Nội. Vâng, đây là một bộ nhảy dây ba món bằng đồng rất là tinh xảo dành cho những gia đình khá giả bên châu Âu đấy các bác nhé. Những cái bộ này chắc chắn là những người gia đình khá giả rồi, chứ những gia đình mà cũng là đủ ăn thì cũng là mua được những bộ này thì phải chật vật vất vả đúng không ạ, phải người châu Âu cũng thế, các bác ngày xưa người châu Âu người ta cũng phải mấy nghìn người ta mới mua cái này đúng không ạ. Đây các bác nhìn cho em, những cái đường chạm trổ các bác nhé, những cái đường chạm trổ tinh xảo, cột vấn thừng vặn hoa lá tây đúng không ạ, cột vấn thừng vặn hoa lá tây, quả nho kênh bong luôn các bác, nhìn cho em đúng không ạ, đúng không ạ, các bác nhìn cho em từ những cái lá, từ sống lá, từ hoa lá tây rủ các bác nhé, từ cái cột như là đúng không ạ, cột này như là nhìn cực kỳ là đẹp đúng không ạ. Cột này các bác nhìn cho em những cái cột khải hoàn môn ở các cái khu tượng đài, các bác nhìn nó hay có các cột này rất là đẹp luôn đúng không ạ. Các bác sang bên cột bên Hưng Yên đúng không, bên Hưng Yên cho Vinhome đúng không, có những cái cột này nó tỏa lên cái đài phun nước đúng không ạ. Cái lối này lối kiến trúc của châu Âu các bác, lối của châu Âu thì nó không bao giờ lạc hậu, và bây giờ mình xây những cái khu đô thị thì đều phải học theo những cái lối kiến trúc như thế này, nhìn nó vừa sang, cả 1.000 năm sau đúng không ạ, mình vẫn còn phải học hỏi.
Các bác nhìn cho em, đúng không ạ, ở dưới này cái móng, cái đế, cái chân như là một cái ngai vàng, đúng không ạ, hai bên hai thanh kiếm đan xen, ở giữa là cái huy hiệu, đúng không ạ, với những đường giải khăn. Những cái mẫu chi tiết như thế này thì phải nói là cái lượng tinh, đúng ạ, cái lượng tinh chế ngày xưa, cái nghề thủ công tinh xảo ngày xưa thì nó đã đạt đến cái mức cực đỉnh, cực thịnh rồi. Cho đến bây giờ thì chỉ có làm ăn cắp đi thôi, chứ không bao giờ làm được tỉ mỉ như ngày xưa các bác. Ngày xưa người ta mất vài tháng, cả tháng người ta mới đúc ra được một bộ, đúng không ạ? Nó không như bây giờ phải công nghiệp, đúng không ạ? Ăn thật mỏng như làm thật điêu, đúng không ạ? Các bác nhìn cho em những cái đường đá này, đá, những mảng đá trắng dập vỡ không nứt, đúng không ạ? Xẻ bằng tay các bác, những cái đường đá xẻ bằng tay, nhìn cho em vân đá trắng muốt. Những cái chân, đúng không ạ? Những cái chân vó, đúng không ạ? Vó này các bác, vó ngựa của những người thiên thần, đúng không ạ, những cái tượng hóa này các bác nhìn cho em, những cái đồng đỏ các bác, đồng đỏ tinh xảo luôn, đúng không ạ, rất là chất luôn, đúng không ạ, tay cầm dây, đúng không? Một chùm dây như vòng hoa ngột nguyệt quế này, để các bác nhìn cho em, phải nói là độ tinh xảo của nó là rất là cao đấy các bác nhìn nhé, các bác nhìn cho em, không còn nhiều đâu các bác nhìn cho em, không còn nhiều thôi, bên em chắc bán chỉ 1-2 hôm nữa là bên em hết sạch những cái món hàng VIP như thế này. Các bác muốn đợi bên em ra thì chắc phải đến Tết. Và cũng em cũng phải thông báo qua với các bác là bên châu thì bên em đã ôm gọn rồi. Bên em thì có những cái đội, các bác bên em thì có những cái đội đầu mối các bác, thì bên em đã ôm gọn này, gần như là độc quyền các dòng này có nhé. Đúng không ạ? Bởi vì là cũng, đấy các bác thấy từ bên ngoài, năm ngoái đến năm nay bên em thì toàn diễn các loại đá đen, đá đỏ, đá trắng, đá xanh. Chưa nói đến các bộ này, các mã số này đều hoàn toàn khác nhau. Sao nhiều thế đúng không ạ? Nhưng chỉ có bên em các bác. Em chỉ nhấn mạnh câu chỉ có bên em, bỏ máy ra cho các bác xem. Bộ này thì rất là nặng các bác. Nó trên 25-26 cân hoặc là trên thì các bác, em chưa cân thử nhưng mà nó nặng hơn bộ đồng rất là nhiều. Bởi vì nó dính đến đá các bác. Đây con này xoay. Bật nắp. Xoay. Đấy, quả cựa. Đúng rồi, nó phải xoay. Đấy, phải ối rồi ôi cái các bác. Máy này các bác này. Con này các bác, quả chuông chén máy đẹp này, chơi bính bong quá nhá. Cái này phải uốn xuống tí các bác. Úi xồi, âm hay quá các bác. Đúng ạ, mình không có bính bong bản gai thì mình chơi bính bong này cho nó vừa đẹp, vừa rẻ, vừa chất lượng, lại vừa, đúng không ạ, vừa đảm bảo là các bác phải nói là em không biết, chắc chỉ cho những cái bộ như này bên châu Âu đang rất là hiếm quá, đang rất là hiếm. Và người châu Âu người ta ra những bộ này bởi vì người châu Âu người ta cũng đang kê các bác, người châu Âu người ta cũng đang chơi, đang kê. Với những cái bộ như này thì đảm bảo với các bác nhé, chỉ 1 năm, 2 năm nữa thì các bác đến mua đến 25, 30 triệu cũng không có các bác ạ. Bởi vì sao? Bên châu bây giờ thì nó đang khan các bác. Và người ta thì khi mà hiếm đến, khi mà cầu vượt cung thì người Việt Nam mua nhiều thì bên thì sẽ hiếm. Hiếm thì dần dần nó đắt ngang máy 10 các bác. Tiếp theo thì em xin like một loạt các sản phẩm. À con này là mã số 3, 16 triệu các bác. 16 triệu con này thì các bác chơi đẹp như thế này sao có 16 triệu, đúng không ạ? Vừa lặng, vừa tinh xảo, vừa chắc chắn như này. 16 triệu số 3 các bác nhé. Tiếp theo thì em xin like một loạt treo tường các bác nhé. Em xin like một loạt treo tường. Vâng, sản phẩm treo tường đầu tiên thì em xin like một chiếc rất là khủ khoằm các bác nhé. Một chiếc rất là khủ khoằm. Vâng, con này là con ghi rốt chạm trổ kênh bong. Cho đến thời điểm này thì em bán con này thì em gặp con lần đầu tiên. Còn các bác có gặp ở đâu thì các bác báo em. Bởi vì là những cái con này thì ông anh ở bên châu Âu anh bảo là con này anh bao zin chuẩn chỉnh cho chú, và con này thì giao cho chú đảm bảo, chú chưa bao giờ gặp, em cũng chưa bao giờ gặp lần đầu tiên các bác. Chơi những cái mình có, người khác không có thì nó mới đáng để chơi, đúng không ạ? Các bác có bảo con này các bác nhập 1 triệu hay các bác bảo nhập 10 triệu, con này thì cũng không ai biết, đúng không ạ? Với cái giá trị kênh bong tỉa tay kỹ như thế này các bác nhé. Với cái mức độ kênh bong tỉa kỹ bằng tay, các bác nhìn cho em những cái đường gỗ, đúng không ạ, nó như là một cây nho leo các bác, như một cây nho leo. Chạm trổ đơn giản 100% là gọt bằng tay các bác nhé. Các bác nhìn cho em, 100% phải gọt bằng tay. Với gọt như thế này thì chắc chắn cả tháng thì cũng không thể xong được. Với cái lớp tinh xảo của người châu Âu có nhé, với những cái người họa sĩ châu Âu, tất nhiên là phải có họa sĩ thì mới phác họa được ra cái bức tranh như thế này. Và những cái này thì nó là phiên bản giới hạn các bác, những cái mức gọi là phiên bản giới hạn.
Và cái này thì chắc chắn người châu Âu người ta ra với giá rất là cao, đúng không ạ? Với giá rất là cao bởi vì là không có hàng đụng. Những cái mẫu đồng hồ Rolex hay những cái hãng đồng hồ hiếm của những cái hãng đồng hồ đắt tiền, một phiên bản như thế này người ta sản xuất ra 5 chiếc, 10 chiếc đến 20 chiếc, và trong đó người ta nghỉ, người ta không làm nữa, có đặt thêm tiền người ta không làm nữa, nó tạo lên một cái gọi là điểm nhấn, đúng không ạ? Và để nói là để nói cái người trạm châu Âu, người các bác nhìn cho em, những cái nhánh nho nó thả, đúng không ạ? Những cái hạt nhỏ nhỏ như hạt ô liu thế này, đúng không ạ? Nó cực kỳ là tinh xảo, mà 100% các bác nhìn giữa cái đường gọt tay và cái đường gọt bằng tay và đường đục chạm chắc chắn là nó khác nhau. Cái này thì chắc chắn thì chắc cả tháng chắc ông ấy không làm xong được, đúng không ạ? 100% các bác nhìn cho em, 100% viền gọt tay và nhìn trông rất tinh xảo. Đời này là đời di rốt phiên bản giới hạn các bác nhé. Quả lắc đây. Gông thì gông đồng, những cái con gông đồng thế này, củ côn to thế này thì nó đánh rất là to hoành tráng luôn, đúng không ạ? Cái miếng gỗ này thì nó ở đây các bác. Đó, còn 100% là đầy đủ, bao zin toàn chỉ cho các bác, bao zin, không zin tặng luôn con này các bác. Em mà không zin em tặng luôn con này, với em với những cái chiếc đồng hồ hiếm như thế này thì cũng phải đảm bảo làm sao các bác mua, các bác chơi là phải yên tâm. Cần là cần chuyển bài, chơi hai bản nhạc có nhé. Những con hiếm thì là phải chơi, đúng không ạ? Và khi các bác mà đã chơi thế này, đúng không ạ? Khi các bác chơi thế này, các bác bảo có anh nào muốn nhượng này thì chắc chắn là các bác không muốn nhượng, đúng không ạ? Bởi vì là cái vật chất giá trị đồng tiền mình có thể kiếm ra, nhưng với những con đồng hồ này thì các bác không thể sản xuất ra được, các bác không thể đẻ ra nó được, bởi vì nó là đồ cổ, đồ cũ, đúng không ạ? Nó là đồ cổ, đồ cũ, phiên bản giới hạn. Bên em thì cũng gặp đầu tiên. Con này thì em xin sale với giá 10.500.000 bao lau dầu. Không gặp được ở đâu đâu mà không có cái giá tốt này đâu. Bên Tây em không biết các bác thế nào, nhưng bên em khi mà bên châu người ta ra cái con này thì đúng là cũng phải đúng không ạ? Anh Tây thì anh cũng phải thủ thỉ xuống. Mục đích là anh Tây đến là anh ấy nhập những cái con đồng hồ bình thường như thế này. Nhưng ở đây có con này hiểm quá thì anh cứ gạ, nhưng ông ấy cuối cùng mãi cứ bảo ông ấy bán, cuối cùng thì ông ấy đúng không ạ? Cuối cùng thì ông ấy giao lưu, các ông ý mới giao lưu và một cái giá cũng khá là cao, đúng không ạ? Cần thì mua, cần thì tao bán, không cần thì thôi. Nhưng bên em thì bên em đã về là phải bán, bởi vì bên em sống bằng nghề buôn bán hàng, đúng không ạ? Có cái gì bán được là phải bán thì sẽ có kiếm được những cái đẹp hơn, hoặc có những cái tốt, hoặc những cái hiếm tiếp theo để về để giao lưu với các bác, thì đúng không ạ? Thì về cơ sở thì nó mới dần dần nó mạnh lên, đúng không ạ? Nó mới có các hàng đẹp. Còn hàng đẹp mà để đây để trưng để bày thì đúng không ạ? Không thể trưng để bày được, đúng không ạ? Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến các bác một chiếc đồng hồ đến từ Bồ Đào Nha các bác. Mặt xem đo xem mặt bao nhiêu. Con này cũng là một phân khúc rất là hiếm và bên em mới về xong các bác. Mặt bao nhiêu? Mặt chắc 24 chắc. 22 thôi anh ạ. Mặt 22 cm, mặt con này phải nói là ngang như là mới luôn các bác, như là mới. Với những cái thùng hộp đây các bác, như một tấm khuôn tranh đúc nổi lên trên các bác, như một khúc khuôn tranh. Em lau qua tí cho nó sạch, đúng không ạ? Lau qua một tí cho nó sạch, nó đẹp như thế này, đúng không ạ? Phải lau qua một tí, đúng không ạ? Lấy rẻ ẩm lau qua cho nó sạch. Nhà là phải lau, đúng không ạ? Chơi thì thế nó mới chất ngất. Em lau xuống bên dưới này một tí cho nó đồng màu luôn, đúng không ạ? Thế em xin giới thiệu với các bác một con này. Con này thì trên có vỏ hộp khuôn tranh với những cái đường chạm khắc hoa lá tây rất là tinh xảo. Nhưng cái vỏ như thế này thì bên em cũng không nói đến, bởi vì cái vỏ này thì nó không có gì là tinh xảo, nó chỉ là đẹp gọn mắt thôi các bác nhé. Nhưng phải nói cái mặt này các bác, cái mặt 22 phân vàng ươm, vàng như kiểu tranh, đúng không ạ? Vàng người ta gọi là vàng tranh, đời vàng rất là cao cấp các bác. Và máy con này thì khi em mở ra các bác nhìn cho em thấy gì không ạ? Đây là một hãng Ave Maria de Fatima các bác nhé. Ave Maria de Fatima. Bộ máy này thì là con máy 10. Nó rất là nổi tiếng, từ hãng Bồ Đào Nha sản xuất có giới hạn, và nó chơi hai bản nhạc các bác. Nó chơi một bản Westminster và một bản Thánh Ca Ave Maria de Fatima. Với những bác nào đã từng chơi, còn bác nào muốn tò mò các bác, bác nào muốn tò mò thì các bác phải đánh vào chữ Ave Maria de Fatima và bản Westminster, nó đánh cho các bác thì thôi nhức mà nghĩ rung tai luôn. Đây các bác, đây, trên là bản web, dưới là bản Ave de Fatima các bác nhé. Đúng không ạ? Giấy tờ rất là đầy đủ luôn. Các bác có thể về bác mở Google dịch lên, đúng không ạ? Các bác mở Google dịch lên. Đây các bác nhìn cho em. Quả lắc tròn vo, đúng không ạ? Khóa lún đầy đủ. Củ côn. Ôi, các bác nhìn cho em từ cái khóa côn này các bác. Nhìn tay nó cẩn thận. Giao lưu như thế này anh em mới muốn chơi, đúng không ạ?
Để mà các bác nhé, để mà một con đồng hồ mà về để đóng gói như thế này thì người Tây người ta rất là cẩn thận, từ giấy tờ các bác, từ giấy tờ, từ côn, bởi vì là về người ta hay nhét tượng đá đồng hồ báo thức vào đây, đúng không ạ? Một công hàng thì vận chuyển về mất cả tỷ đồng các bác, tiền vận chuyển này các bác nhé, mà khi không nhồi nhét vào thì chất tất nhiên là sẽ lỗ. Và để em xin thưa với các bác đã bao giờ được nhìn thấy cái bộ máy vàng đẹp như lắc kê thế này chưa ạ? Các bác đã bao giờ nhìn thấy chưa ạ? Em thì cũng là lần đầu tiên, thì em cũng chỉ thấy là anh Nguyễn Văn Văn trước em mua một bộ, em một bộ nhưng mà của Tây người ta đã lâu rồi thì có nhiều hơi lốt, gọi là lốt hoa mai đúng không ạ? Nhưng cái bộ này các bác phải là hiếm gặp lắm đấy, các bác nhìn cho em, nhìn từ cái đầu bi này các bác này, đấy, đầu chuyển bài các bác. Đây các bác nhìn có mồ hôi tay hay không các bác biết này, đấy chuyển bài. Một bản Westminster và một bản Ave de Fatima đúng không ạ? Thánh ca Ave Maria de Fatima. Các bác nhìn cho em, nắc kê các bác nhìn này, nhìn dã man luôn. Tìm được những cái bộ như thế này các bác không thể thấy ngoài thị trường đúng không ạ? Côn đẹp, máy đẹp, nắc đẹp, giấy tờ đầy đủ. Con thế này thì các bác nghe thì phê đúng không ạ? Phê cả nhà, phê cả vợ ông hàng xóm luôn, phê cả nhà bà ông hàng xóm luôn. Đây các bác nhé, em xin báo con này với giá 9.600.000 nguyên bụi các bác nhé, nguyên bụi. Con thế này các bác tìm cho em, các bác tìm cho em quanh cả Hà Nội này, tìm được những cái con như thế này hiếm lắm các bác, hiếm lắm, kiếm được bộ máy đẹp này không dễ gì các bác nhé. Các bác mua bộ đẹp này nó chênh cả bộ cũ hơn 1 triệu, nếu mà bộ xấu bọn em chỉ đúng không, bọn em bán cho các bác rẻ nữa. Nhưng bộ này các bác đang lạc giá đấy các bác nhé, bởi vì các bác biết vì sao ạ? Từ cái mặt số đúng không ạ, từ cái mặt số nó đẹp như thế này, bỏ thêm các bác nói bỏ thêm không phải, như bên em bán giá cực kỳ tốt luôn. Vâng, tiếp theo thì đây là một chiếc đồng hồ máy 10 thùng vơ đét củ lạc các bác. Cái dáng củ lạc thế này thì chắc chắn là đắt, với máy 8 côn 8 búa thì nó rơi vào khoảng tầm 6 triệu, 5 triệu rưỡi đến 6 triệu những cái thùng đẹp như này. Nhưng các bác, nhưng đây là một chiếc đồng hồ máy 10, thùng là thùng gỗ sồi. Con này thì đấy các bác, lô hàng này lô hàng vừa về đấy các bác nhé, lô hàng vừa về, các bác nhìn cho em, vẫn còn zin các bác, vẫn còn những cái đường bọc. Lâu lắm rồi mới về được lô hàng nó đẹp này, các bác nhìn này cho em này. Các bác nhìn cho em, đúng không ạ? Đây trong này là cái tấm kính các bác, trong em bỏ hết cái này ra đúng không ạ? Về người ta đóng gói cẩn thận lắm các bác. Đây bỏ bớt ra. Về người Tây người ta đóng gói cẩn thận lắm các bác. Thuê Tây các bác 17 18 euro một tiếng đấy các bác, không đơn giản đâu các bác. Đây cần quả lắc này các bác này. Thì những người Tây và người Việt á, ôi con này gông đồng các bác. Chết, gông đồng các bác, vừa đét gông đồng. Cái dòng gông đồng này có nhá, cái dòng vơ đét gông đồng này thì nó đắt hơn dòng vơ đét gông, nó đắt hơn dòng vơ đét gông thép khoảng 1 triệu các bác nhé. Con này là 10 gông đồng, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đúng không ạ? Đây các bác nhìn, đúng không? Các bác nhìn cho em lỗ các bác. Con này thì nó cả hai hàng lỗ trong, hai hàng lỗ ngoài đúng không ạ? Đây là nhà hãng người ta làm ra thì người ta làm rất là cẩn thận luôn các bác, để người ta sử dụng được cả hai. Con này là 11 búa các bác, 11 búa, máy thì rất là đẹp luôn, máy 37. Để các bác nhìn cho em những cái đầu trục này. Máy đồ để em zoom vào cho các bác nhìn cho đúng không? Em phải zoom các bác nhìn cho sát. Những cái đầu trục thì phải nói là tròn xoe, đẹp long lanh, không dơ dão các bác nhìn này. Đúng không ạ? Em phải phóng to và tính em là phải cẩn thận các bác. Đây, cần chuyển bài đây các bác nhé, cần chuyển bài đây. Đẹp long slanh. Đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Mặt các bác vẫn còn nguyên cái nước dưỡng các bác, đây vẫn còn nguyên nước sơn màu lâu. Đây con này các bác nhé, trên là bản web các bác, trên quẹt cả cái bản web, bản dưới là bản thánh ca Ave Maria đánh công đồng. Cân chỉ đây, quả lắc, tâm quả lắc phải thẳng cái này, mặt đẹp long lanh các bác. Chơi thế này thì mới chơi quá, nó xứng tầm đây, để vào tầm kính zin đấy. Tầm kính này mua 1 triệu không, tấm kính này có mua 1 triệu thì cũng không mua, em xéo nó nhỏ nhỏ thôi đấy các bác. Tấm kính này mua 1 triệu thì em cũng chịu này các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đúng không ạ? Chữ Tây, phải biết Tây ta nó ghi gì không biết rồi. Ok, đóng vào. Khóa zin các bạn này. Đấy, chơi đồ cũng phải zin. Con này thì em xin báo giá tốt thôi các bạn nhé. Thùng củ lạc 7.300.000 nguyên bụi các bác. Có tấm kính cong các bác, kính zin đầy đủ, kính trên, kính dưới. Cái này các bác phải gọi điện nhanh nhé, bởi vì thùng củ lạc có đắt lắm đấy, nó không phải như các thùng lượn thẳng đâu. Thùng củ lạc là một trong những thùng đắt. Tiếp theo thì em xin like một chiếc đồng hồ. Chiếc này là chiếc FFR, mặt số nổi chân cài kim loại các bác nhé, mặt số nổi chân cài kim loại, với những cái đường vơ lìa các bác, đường rất là bóng, bóng tia lô luôn các bác này.
Dù gì thì các bác có một chút màu thời gian thì về các bác lên, đúng ạ, nên lau chùi gia cố thêm một chút để các bác, đúng không ạ? Nó có một chút các vệt như kiểu vệt sơn các bác, vệt sơn nó kiểu hơi dạng một chút thôi. Nhưng về các bác làm cho em, đúng không ạ, là rất là đẹp luôn. Để các bác về các bác lau, các bác em về này xin này sáp lau cho em này, tay em lau còn bóng luôn đấy. Chết. Cái quý nhất của con đồng hồ này là cái mặt số các bác, cái mặt số kim loại chân cài các bác, mặt số kim loại chân cài đồng. Và dưới là tấm kính các bác, dưới tấm kính rất là đẹp luôn. Đây. Tây thì các bác về Tây thì khi mà buôn bán giao lưu cho các bác thì Tây đã viết cho bác bản di chúc, đúng không? Bản di thư. Đây là ốp mở ra vớ vẩn này các bác, Tây khéo 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 khéo. Nó dính rồi. Khéo. Giấy tờ các bác, giấy tờ. Đó, khéo khéo nhỡ có 100 đô đúng không ạ? 100 đô để 100 đô trong này có phải dầu to không các bác? Để 100 đô. Đây các bác, để 100 đô ra đây là anh em mình là thôi tặng đồng hồ thôi, các xin 100 đô. Ôi trời, giấy này các bác, giấy tờ theo của nó các bác nhé. Em vừa bóc ra đây ạ. Đây các bác này. Ấy, à quên, vừa con này vừa xong là 1700 đô hay gì nhỉ? Vừa xong quên, có một số 1700. Người ngày xưa người ta mua giá cao lắm đấy các bác nhá. Ngày xưa người ta mua giá cao lắm các bác, không phải giá đơn giản đâu các bác. Đây giấy tờ đầy đủ này. Lắc thì phải nói là lắc đồng, con này của lắc này thì đáng đồng tiền bát gạo các bác, nhìn quả lắc này. Nó phải nói là vàng óng lắc kê luôn các bác. Mặt thì thế, mặt thì các bác nhìn cho em. Mặt con này thì các bác nhìn con này phải nói mặt nhìn nó phải mê luôn. Đây các bác nhìn cho em. Kiếm được cái mặt con nó đẹp như này các bác nhìn cho em. Viền đẹp, mặt đẹp để chơi như thế. Đúng không? Chơi như thế mới đáng để chơi. Đây 8 côn, 7 côn thép, 1 côn đồng xanh nắp lên nhặt. Đây bao thư để cẩn thận, còn những cái giấy liên quan bỏ ra không ạ? Mấy nữa lại cứ tưởng là giấy tờ. Đây con này có tay lắm đấy các bác này. Đấy, tay lắm đồng luôn. Máy đây các bác nhé, máy đây. Đẹp các bác. Nhìn trông đẹp thẳng tăm tắp, đúng không ạ? Thẳng tăm tắp vô đấy các bác này. Đấy. Nhìn trông đẹp, đẹp dài như thế này. Tuyệt vời ông mặt trời các bác, nguyên bản. Các bác nhìn lắc sướng nhỉ. Đúng không? Nhìn lắc đẹp lắm, nhìn em không dám xé các bác. Xé ra rồi lại để nó xây xước cái quá, nhìn cái mặt này. Vỏ này, vỏ bóng pơ lê rồi này. Tay lắm này, tay lắm rất là điệu các bác nhé. Đấy. Sale cho các bác thôi, giá con này sale các bác con này 6.700.000. Mặt số lỗi chân cài kim loại. Cái mặt số này thì các bác chắc chắn cái mặt số này các bác nhá. Mặt số này các bác bán đi chắc chắn là 5.500.000, rất nhiều người mua tranh nhau mua cái mặt số này. Em chưa nói quả lắc này thì các bác, quả lắc này thì chắc củ không ai bán các bác. 6.700.000. Nguyên bụi. Em dán lên trên 6.700.000 chứ. Đấy. Tem Tây các bác, mắc mắc kim mắt ngỗng. Giá con này tốt lắm đấy các bác nhé. Các bác con này thì lạc giá, trượt giá thì dã man này các bác. Vâng, và sản phẩm tiếp theo thì đúng rồi, bỏ con Odo ra. Tiếp theo thì em xin like một chiếc đồng hồ Odo rất là hiếm, khuôn mặt tròn các bác. Và thùng thì thùng to. Với những cái bác nào mà chơi những chiếc đồng hồ mặt tròn, nhất là những ngày xưa với những bác chơi Odo mặt tròn, có cái thùng này lắp vào thì đẹp tuyệt vời. Thùng bao zin Odo quá, chuẩn chỉnh Odo luôn. Bộ máy này là bộ máy một trong những phiên bản cuối cùng nên là rất là đẹp các bác, rất là mới, nhìn trông rất là luột. Với những cái đường khuôn tranh, các bác nhìn cho em, những cái đường khuôn tranh giật 2-3 tầng đúng không ạ? Kính trong veo, bao zin chuẩn chỉnh các bác. Đến từ vâng, ông Odo Ben. Đời này thì đã ký ông chữ ông Odo Ben. Ông tổ là nghề Odo, chơi bản Westminster ba, đúng không ạ? Ba ổ cót. Thùng con này phải nói là thùng rất là cao cấp và làm rất là kỹ. Với những cái thùng Odo thế này các bác, những cái thùng Odo zin thế này các bác chắc chắn mua tầm 5 triệu thì không thể mua lỗi. Con này chơi 8 côn 8 búa các bác nhé. Quả lắc đồng. Đây, củ côn đây các bác nhé. Củ côn nó như đời củ côn con 62 luôn các bác. Củ côn như đời củ côn 62. Và đây nó cũng là những cái đời 62 đời cuối các bác nhé. Đúng không ạ? Máy đây, máy thì bắt thẳng vào trong này các bác. Máy bắt thẳng vào trong này. Tiếng những cái con này đánh phê lắm các bác. Côn của nó là côn đứng, nó hay hơn những cái con côn nằm rất là dài, rất là nhiều và côn dài. Con này thì xin báo giá 8.900.000. 8.900.000 con Odo mặt tròn các bác. Bán cái mặt đi vừa đúa, bán cái mặt đi đã đống tiền. 8.900.000. Chơi bản Westminster. Tiếp theo thì em xin like một chiếc đồng hồ. Vâng, chiếc này chiếc máy 10 các bác nhé. Chiếc này là chiếc máy 10. Đây là một chiếc
đồng hồ MS máy 10 chơi bản xanh tơ chiêng, một trong những phiên bản kỷ niệm nổi tiếng của nước Pháp. Một cái file phiên bản kỷ niệm ngài thống đốc, các bác thống đốc tưởng nhớ đến một người đã, đúng không, đã hy sinh, đã bỏ rất nhiều công sức để gây dựng nên, để tạo lên đất nước Pháp bây giờ, bác. Một người đã đi vào huyền thoại các bác nhé. Nó cũng như là kiểu kỷ niệm như kiểu Bác Hồ thì mình, đúng, Bác Hồ Bác Giáp thì mình, đúng không ạ? Và đây thì nó viết riêng một bản nhạc, nó để tưởng nhớ đến một vị anh hùng dân tộc. Bản này thì nghe nó du dương, nó hơi mang mát buồn một chút các bác, hơi mang mát buồn. Với những cái bác mà pha ấm trà, đúng không ạ, ngồi uống nước thì nghe những nhạc này thì nghe nó cứ thỉu thì thiu, đúng không ạ, dễ buồn ngủ lắm, mà nó nghe nó sướng tai, nó êm lắm các bác. Các bác chưa nghe thì các bác có thể vào trong YouTube các bác nghe có nhé. Và cái thùng này thì một trong những cái thùng rất là đẹp. Những cái thùng này thì người ta mua để lắp Odo 36. Những cái thùng này các bác tầm mua tầm 5 triệu cái thùng này thì chưa chắc ai đã bán. Nhưng bên em thì có những cái mức giá thì phải cực kỳ là tốt. Các bác nhìn cho em những cái đường thanh nhạc chrome sáng trắng, đúng không ạ, mặt mũi rất là đẹp, kính rào kim cương, đúng không ạ, kính rào nhà thờ. Dưới thì vẫn còn tấm kính các bác. Đây là tấm kính zin của người Tây, đúng không ạ? Tấm kính được bảo vệ ở những cái lớp keo trắng này các bác, được bảo vệ những lớp keo trắng. Đây, quả lắc đây. Củ gông là củ gông chữ M, gần như đời củ gông chữ M của đời Odo 36. Nên cái dòng này rất nhiều người ta lâng lên gai bính bo, người ta xóa chữ M này đi các bác, người ta xóa chữ M này đi và người ta chỉ cần đảo xếp que, đúng không ạ? Và người ta cải thay quả lô khác vào, đúng không ạ? Và lâng lên con gai bính bo, gai Cario, một phiên bản cao cấp của nước Pháp, đúng không ạ? Đây các bác nhìn cho em. Đây là một chiếc đồng hồ MS các bác nhé, chơi củ gai, đúng không ạ? Quả gai này các bác này. Đấy, nhìn quả gai. Không mấy khi được ai sử dụng những đồng hồ, những chiếc đồng hồ quả gai, đúng không ạ? Quả gai, củ côn chữ M này thì nó chất âm nó sướng lắm các bác. Bởi vì nó, các bác khi mà hai cái thành máng này nó úp xuống, đúng không ạ? Nó như kiểu Odo 36 bệt hoặc là con máy 10 AV thì nó tạo cho những cái địa, nó khuếch đại âm thanh các bác. Khi đánh vào đây âm thanh và đều nó dội xuống, nó dội vào thùng, đúng không ạ? Âm rất là hay. Chiếc này thì em xin báo giá rất là tốt thôi các bác, rất là tốt, rất là êm ái. Đây, mặt đây các bác, mặt đây. Chiếc này thì em xin báo giá 6.100.000. 6.100.000 một chiếc đồng hồ đẹp như này các bác. Máy 10, 10 côn 10 búa. Đúng không ạ? Thùng đẹp các bác, bán cái thùng đi vừa hay tiền. Các bác thấy giá bên em thì cực kỳ là tốt, đúng không ạ? Cực kỳ là sướng luôn. Con gì mà đẹp thế này các bác? Các bác nhìn cho em, đây là một chiếc đồng hồ Jisung Han, đúng không ạ? Một chiếc đồng hồ Jisung Han mà phải nói là đuôi chuột, nó phải nói là lu quằn quại đấy các bác nhé. Các bác mấy khi được nhìn thấy ngoài thị trường với những con Jisung, thùng Jisung nguyên bản, không Jisung tặng thùng luôn, tặng đồng hồ luôn. Đấy, các bác nhìn cho em. Lu đẹp nhỉ? Lu này các bác, lu chân chó hay còn gọi là lu hương đấy. Lu này nó lồi cộ. Những cái đường lu này là nó tạo bởi cái gốc cây. Và những cái gốc cây mà khi mà nó ở nơi khô cằn, nó tạo nó tích, đúng không ạ? Nó tạo nó tích những cái đường nhựa, đúng không ạ? Những cái đường mấu mắt để nó tạo nhựa để nó nuôi cơ thể các bác. Với những cái gỗ lu như thế này thì chắc chắn mua nó phải đắt gấp 10 lần gỗ bình thường. Với những bộ ghế các bác, với những cái bộ ghế Việt Nam các bác biết đúng, các bác biết đúng không ạ? Với bộ ghế bình thường chỉ tầm 14-15 triệu những cái bộ cuốc tay 10, nhưng bộ gỗ lu thì nó hơn 100 triệu, đúng không ạ? Với những bộ lu hương thì chắc chắn, bộ lu hương 30 triệu thì chắc chắn, với những cái bộ ghế để ngồi bộ lu hương thì nó phải trên 300 triệu, đúng không ạ? Và những cái lu châu Âu này cũng thế. Ở châu Âu này thì ở cái vùng đất của nó các bác, ở cái vùng đất của nó là vùng đất ôn đới nên nó tạo ra lu rất là ít, đúng không ạ? Nó tạo ra lu rất là ít nên cái gỗ lu này là một trong những cái phiên bản rất là hiếm, được người châu Âu người ta phải những cái hàng đẹp, hàng chất lượng thì người ta mới chắt lọc vào. Và những cái này thì người ta bỏ rất nhiều công sức ra, đúng không ạ, để người ta làm. Các bác đây, nghiêng cho các bác nhìn nu, bởi đây là những cái con nu rất là đẹp các bác này. Đấy, các bác nhìn cho em, không dễ gì kiếm được những cái con nu như thế này đâu các bác nhé, không dễ gì đâu. Đây, lật nốt bên này, lu ba bên các bác ạ, nhìn được những cái đường nu như này nhìn đã cả mắt. Hơn nữa các bác, với những cái đường chạm, với những cái đường khảm bằng tay các bác, những cái đường khảm bằng tay, đúng không ạ? Ở trong miền Nam thì quê mình gọi là cẩn các bác, trong miền Nam gọi là cẩn gỗ, còn đây là khảm gỗ, đúng không ạ? Khảm những cái đường gỗ tỉ mỉ như này thì rất tốn rất nhiều công. Và con này nó là con lu, nu xem bên trong nu còn 8 côn các bác nhé, còn 8 côn đây. Các bác nhìn cho em những ốc chống tường Jisung Han. Đây,
đuôi chuột đúng không ạ, vẫn còn nguyên vàng. Cái mặt số này các bác nu vàng thì mặt số vàng có một chút màu thời gian, các bác cứ chơi như này, hoặc các bác thích mặt mới thì các bác thêm 150 em tặng các bác nhé. À đấy, còn chưa bắt, chưa mở. Vâng, để cầm cho anh mở cho. Em lại không chưa vận được con này ra các bác, để em tìm cái công vít. À, em tìm cái kim các bác. Để em tìm cái kim. Khổ quá các bác. Thôi quay qua thôi. Bộ máy này thì rất là đẹp đấy các bác nhá. Bộ máy rất là đẹp. Đời con này là đời con di cối xay, đời máy lớn các bác, di cối xay đời máy lớn. 8 côn các bác nhìn cho em. 8 côn 8 búa và củ côn thì rất là dài các bác, củ côn rất là dài đúng không ạ? Những cái con này là đây, nút này là nút ngắt chuông và nút reset chuông đây các bác. Đêm các bác ngủ đây các bác ngắt vào đây. Dây đây. Rất là nhiều dây luôn. Dây này cũng là dây reset các bác nhé. Dây reset và dây ngắt chuông đầy đủ hết các bác này. Đúng không? Hệ thống dây. Bên em thì thợ là hay cắt đây các bác nhớ bảo để cho anh không. Bên em sợ thợ nó hay kiểu dây nó quay trong này này. Máy này thì đảm bảo máy đẹp cho các bác, máy đẹp, máy ngon thơm cho các bác nhé. Đúng không ạ? Gì các bác nhìn cho em, gì cối xay đời, gì cổ 8 côn đời cao cấp đúng không ạ? Thường thường di là 5 côn được bác nhé, di như đời cối xay là 5 côn, đời 8 côn là đời cao cấp của nó. Vâng, em xin báo giá cực kỳ là tốt các bác nhé, cực kỳ là tốt. Con này thì em xin báo giá các bác nhé, 8.500.000. 8,5 triệu các bác nhé. 8.500.000 các bác đã có một con nu các bác. 8.500.000 các bác đã có một con nu đẹp như thế này, các bác dùng chơi thế này chơi bao giờ cho học mà nó bền nó đẹp các bác. Thị trường không có đâu, các bác không gặp đâu. Bên em nhiều hàng như thế này các bác cũng chả bao giờ gặp. Tiếp theo con cuối cùng các bác nhé. Con cuối cùng thì đây là một chiếc đồng hồ. Đây, chiếc này là chiếc Carex thùng 4 bông máy lớn. Với những chiếc nào bác làm mà có những chiếc Odo 36 cần thay các bác nhé. Có những chiếc Odo 36 cần thay thì các bác mua luôn chiếc này cho em. Các bác nhìn cho em sướng nhỉ. Các bác nhìn cho em ba bên các bác. Quay đúng không ạ? Với những các bác nào các bác nhìn cho em này, với những các bác nào mà kỹ, các bác chơi phải kỹ tính, các bác nhìn ba bên đấy, em đi vùng chung quanh, đi lên đi xuống. Và những cái chiếc thùng dài này thì bao giờ nó tạo cho âm rất là hay các bác, rất là hay, rất là ngân. Tay lắm lớn, kính rào kim cương ba mảnh mặt đây, mặt phải nói là đẹp xuất sắc luôn đúng không ạ? Những cái chiếc thùng các bác nhìn cho em, những cái đường chạm này là những đường chạm cao cấp đấy các bác nhìn cho em. Gặp những cái đường chạm này ngoài thị trường ở những cái thùng chợ không bao giờ có những cái đường chạm như này. Các bác có đi thuê những cái này 1 triệu thợ người ta không chạm được đâu các bác. 1 triệu chạm các bác có thuê 2,5 triệu em chịu luôn. Nếu mà các bác đi thuê đẹp đến đâu thì đẹp, nhưng không bao giờ đẹp bằng cái đường chạm của Tây. Bởi vì Tây là người ta gọt các bác, Tây nói thẳng là Tây là người ta gọt. Còn ở ông Việt Nam là cầm đục là đục cạch 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 đúng không ạ? Nên là Tây người ta làm trông rất là sống động, rất là 3D. Đấy các bác nhìn cho em. Và nhìn cái tổng thể đúng không ạ? Nhìn cái hàng zin thì nó phải khác đúng không ạ? Nhìn hàng zin, nhìn cái gì thì cái nó cũng phải đúng không ạ? Nhìn nó khôn. Phải nói cực kỳ là khôn luôn. Đây mặt đây các bác nhá, mặt đây. Mặt cũng rất là đẹp đây đúng không ạ? Quả lắc là quả lắc đờ vôn si. Đánh 8 thanh côn đồng. Dòng Carex này máy đắt lắm đấy các bác nhé. Dòng Carex này thì các bác cứ chắc chắn các bác không phải đi mua bên em. Các bác đi mua ở đâu cũng vậy. Carex nó đắt hơn như dòng Zizot hay dòng Kenji khoảng 1 triệu bộ máy. Với những bộ máy này, nguyên bộ máy nó khoảng tầm 3.800.000 bộ máy, không có thùng, không có đúng không? Không có thùng. Đây máy này các bác, máy rất là to đúng không ạ? Máy rất là to, đời Make in Phăng, đời Carex đúng không ạ? Logo cánh chim. Số máy là 4.1 đúng không ạ? 4.1, 4.0, 4.1. Máy này rất là bền. Đời Carex này thì đánh vừa to, vừa chắc, vừa hay, vừa ngân. Nó ngân là gì ạ? Nó ngân là cái thứ nhất là ổ cót khỏe, máy khỏe. Máy đẹp này. Côn đồng. Đúng không ạ? Củ côn đồng. Nó đánh cho thì nó đánh. Và các bác nhìn cho em, không mấy khi các bác gặp được cái thùng sạch này đâu các bác nhìn cho em, đúng không ạ? Không mấy khi thùng nó đã to, nó dày mà nó sạch này. Các bác cứ nhìn sạch cho em, các mua cho em 500.000. Nhiều lúc các bác các thùng cứ đan làm 3 làm 4 làm 5 miếng này nó tiêu hết âm. Ở những cái thùng này thì bao giờ nó cho chất âm rất là hay, các bác không cứ tin em. Các bác có những cái Odo 36 thùng xấu hoặc các bác chơi những thùng này. Các bác phải nhìn thùng nó đẹp. Cái gì thì cái máy đẹp, thùng phải đẹp đúng không ạ? Nó như cái hộp âm đúng không ạ? Cái đàn nó hay ở cái gì? Nó hay ở cái vỏ hộ đúng không ạ? Các bác nhìn cái đàn hay nhất ở cái gì? Đa số là nó ở cái phần vỏ, phần hộp, đàn piano hay đàn guitar đúng không ạ? Và cái thứ hai nữa, cái chất, cái côn nó cũng như cái dây đàn. Cái thanh côn thì nó như cái dây đàn đúng không ạ? Còn cái vồ nó công cụ gõ. Còn cái nhịp điệu như cái dòng Odo nó chậm chãi thì mình nghe là chậm chãi ấm. Nhưng nó hay hay không phải nó ở bộ côn. Và
cái quan trọng nhất nó phải đến cái vỏ, đúng không ạ? Cái vỏ nó đẹp như thế này thì nó mới ra cái âm hay được, đúng không ạ? Chứ bắt mấy cái vỏ, đúng không ạ, bắt mấy cái vỏ mà nó gọi là bọn em hay gọi là mấy cái vỏ máng lợn thì âm của nó thì nó phải nói là cũng một trời một vực. Vâng, con này thì bên em xin bán giá 6.200.000 các bác, đẹp như thế này 6.200.000, đẹp nhỉ các bác, đấy chơi như. Vâng, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi, chào tạm biệt tất cả các bác nhé, chúc các bác có một ngày mới vui vẻ hạnh phúc.